Dạ vâng, chào toàn thể các bác làm thợ bắt ong rừng. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác bốn cái mẫu ống nhòm để giá cả từ trung bình cho tới đắt tiền. Thì về cái mẫu ống nhòm đầu tiên em xin giới thiệu tới các bác đó là cái hàng đắt tiền này. Đây là cái hàng ống nhòm Bootsy, hàng thông số của nó là 7x50. Thì khi các bác mua hàng ấy, những cái phụ kiện các bác được nhận kèm thì nó gói gọn ở trong một cái hộp đựng ống nhòm như thế này. Thì sau đây em xin mở ra và giới thiệu chi tiết cho các bác cùng tham khảo. Thì khi các bác mua hàng ấy, thì các bác nhận được một cái dây đeo ống nhòm này và hai quyển sách hướng dẫn này và một con ống nhòm đã được đựng ở trong một cái túi như thế này. Đây là cái hàng đắt tiền thì các bác có thể thấy cái túi nó rất là đẹp nhé, túi rất là đẹp. Còn ở bên trong đây thì một con ống nhòm này đấy, đã được bọc ở trong một cái túi bóng như thế này và một cái giấy vệ sinh lau mắt kính này. Thì về cái mẫu ống nhòm này thì cái thông số kỹ thuật của nó rất là cao đấy, giá cả của nó thì trên 2 triệu đấy, các bạn có thể thấy này, hàng Bootsy nhé, hàng Bootsy này. Về cái phần mặt mắt bên trước này đấy, nó có hình vòm như thế này để khi các bác đeo soi mắt vào ấy, thì cái vòng đây nó sẽ ôm kín vào mắt các bác để ánh sáng nó không bị phân từ bên ngoài vào, nó sẽ tập trung để các bác nhìn có thể xa hơn. Thì về con này thì về cái thông số của nó là 7x50 thì các bác có thể là soi ong từ 1,5 cây để các bác có thể phân biệt nó là ong gì và tầm khoảng 3 cây số để các bác có thể nhận diện được tổ ong, rất là thông số rất là cao. Còn về cái mắt sau đây thì được bảo vệ bởi hai cái lớp nhựa như thế này đấy, khi các bác sử dụng xong các bác đóng lại như này, tránh cái tình trạng là hơi nước hay là bụi bẩn nó bám vào cái mắt kính thì các bác làm giảm cái sự nhìn xa của các bác. Đấy thì về cái cách chỉnh của con ống nhòm đây thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy nó đây là nó vừa những cái khu mắt này đấy và cũng căn chỉnh là độ trụm luôn hoặc là độ giãn ra của ống nhòm. Và là các bác căn chỉnh thì các bác căn chỉnh ở đây này. Đấy, căn chỉnh ở đây nó rất là đơn giản thôi, nó có từ cộng 1 cho tới cộng 5 và trừ 1 cho tới trừ 5. Thì thường thường các bác cứ xoáy về 0. Đấy, xoáy về không đối với các bác là mắt bình thường, các bác có thể nhìn xa rất là xa. Đấy, đối với con ống nhòm mà con đầu tiên là con Bootsy này, hàng thông số 7x50. Còn về cái mẫu thứ hai ấy, mẫu thứ hai thì em xin giới thiệu tới các bác đó là cái mẫu cũng là hàng Bootsy nhưng mà về cái thông số của nó thì nó thấp hơn một chút, nó là 10x50 nha các bác nhé. Đấy thì khi các bác mua hàng thì những cái phụ kiện nó có cái gọn được làm ở trong như thế này. Đấy, một quyển sách hướng dẫn này và một cái túi đeo ống nhòm như thế này. Đấy, ống nhòm thì được bao bọc ở bên trong. Đấy, và một cái dây đeo ống nhòm và một cái giấy vệ sinh mắt kính này. Thì về cái con hàng Bootsy này thì giá tiền của nó đã nhẹ hơn rồi. Đấy, nó chỉ có hơn 1 triệu đồng là các bác có thể sử dụng được. Về cái thông số của nó thì các bác có thể nhìn thấy là từ 1 cây số đấy các bác có thể nhận biết ong và 2 cây số là các bác có thể nhận biết những cái tổ ong các bác đi tìm. Về những cái bảo vệ mắt kính thì nó cũng tương tự như là cái con Bootsy hàng 7x50 thôi. Đấy, về đằng sau thì nó vẫn được bao bọc bằng cái lớp cao su như thế này. Đấy, mắt kính thì nó khác biệt một chút. Đấy, mắt vòm này thì nó được làm vòm tròn. Đấy thì nó cũng rất là tiện khi các bác soi ong thì mắt của các bác nó sẽ ôm vào những cái vành như thế này để tránh cái tình trạng ánh sáng nó phân chia ánh sáng ra thì các bác nhìn rất là khó. Còn về mắt sau đây thì cũng được bảo vệ bằng 2 cái lớp này đấy, nhằm bảo vệ cho các bác là từ cái hơi nước hay là cái bụi bẩn nó bám vào. Còn cách căn chỉnh thì cũng rất là đơn giản thôi đấy, các bác căn chỉnh ở đây mắt đây thì nó cũng có từ cộng 1 cho tới cộng 5 và trừ 1 cho tới trừ 5 thì các bác cứ chỉnh làm sao mắt bình thường là về không là các bác có thể nhìn rất là rõ rồi. Đấy, về chỉnh căn trụm này. Còn tất cả mẫu ống nhòm đây thì các bác có thể thấy này, vỏ ngoài đều được làm bằng nhựa nhé. Vỏ ngoài làm bằng nhựa thì các bác khi các bác sử dụng chẳng may trơn trượt tay thì các bác va quẹt ống nhòm hoặc rơi ống nhòm thì cái thông số của cái ống nhòm này ở bên trong thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Và cái quan trọng hơn nữa là tất cả những cái phần tay cầm ống nhòm đây đều được làm bằng nhựa đã được sạch rãnh này. Đấy, để tăng thêm cái độ các bác cầm nó sẽ không bị trơn trượt khi mồ hôi tay ra nhé. Thì đây là về cái con ống nhòm mà hàng 10x50. Đấy, về cắt cái cách căn chỉnh của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, đây là cái mẫu ống nhòm thứ hai này. Thì về cái mẫu ống nhòm thứ ba thì đây là con hàng Akeda này.
Đấy thì con này thì giá cả của nó thì nó bây giờ nó lại xuống dưới 1 triệu rồi. Đấy, cứ rẻ dần và đến cái con cuối cùng là con rẻ nhất nhé các bác nhé. Đây là con Akeda này. Đấy, con này nó đứng giá là bây giờ là 850 nhé các bác nhé. 850 có cước vận chuyển rồi. Đấy, thông số của nó là 12 nhân 60 nhé các bác nhé. Đấy, càng thông số mà cao ấy thì giá tiền nó lại càng cao, còn thông số thấp như 12 nhân 60 này thì giá tiền nó thấp hơn. Còn về những cái phụ kiện các bác được nhận kèm thì các bác được nhận kèm theo một cái dây đeo ống nhòm này, một cái giấy vệ sinh. Đấy, tất cả những phụ kiện về ống nhòm thì nó như thế thôi. Đấy, còn đây là con Akeda nhé. Đấy, mắt sau này. À, đây là mắt trước này, mắt sau cũng được bao bọc này, vỏ ngoài thì vẫn được làm bằng nhựa nhé. Về độ căn chỉnh thì con này nó khác biệt một chút. Đấy, các bác căn chỉnh ở nút phím giữa này. Đấy, các bác cứ căn chỉnh làm sao mà phù hợp với mắt các bác là được. Thì bán hàng thì các bác đã được nhìn trực tiếp hàng ở trên video như thế này. Đấy, về tới tay các bác ấy, khi vận chuyển về tới tay các bác thì các bác được bóc hàng ra kiểm tra đấy, nhòm thử, đạt yêu cầu thì các bác mới phải thanh toán. Đấy, giá tiền thì tiền là của đấy. Thì con này thì khi các bác soi ong thì nó chỉ được từ dưới 1 cây số trở lại thôi. Đấy, khi soi tổ ong thì nó được từ 1 cây số rưỡi. Đấy, thì ở mỗi một cái con ống nhòm thì lại một cái thông số khác nhau. Đấy, giá tiền nó khác nhau. Còn về con ống nhòm cuối cùng đây, con này là hàng rẻ này, hàng rẻ tiền, nó mấy trăm nghìn thôi. Đấy, sử dụng thì ok. Đối với các bác đi bắt giải trí, bắt kinh tế đều có thể sử dụng được. Đấy, con này, cái này giá tiền này thì rất là rẻ. Đấy, nhiều bác cũng tin tưởng sử dụng con này thì phản hồi lại cũng khá là ok. Đấy, nó tầm nhìn của nó thì không được xa, thì đối với các bác đi rừng thì đối với các bác bắt quen rồi thì đi rừng thì sử dụng con này thì vẫn là ok. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mắt trước đây. Đấy, thì các bác chỉnh hai mắt là bên trái bên phải này, chỉnh trụm này. Đấy, rất là dễ. Đấy, trụm vào hoặc là phóng to ra. Đấy, rất là dễ. Đối với các mẫu ống nhòm bên nhà em ấy thì mua hàng đều được kiểm tra hàng nhé, không phải đặt cọc bất cứ 1.000 nào cả. Đấy, con này là con rẻ tiền nhất. Con này là con Bill Gates. Còn đây là 4 mẫu ống nhòm thông dụng mà bên đơn vị em đang bán này. Bác nào cập nhật được cái video này, muốn sắm cho mình một cái ống nhòm đi săn ong hay đi tìm lan, thậm chí đi du lịch thì liên hệ trực tiếp cho em. Đây là cái mẫu đắt nhất này. À, đây là mẫu đắt thứ hai, và đây là mẫu thứ ba, và đây là mẫu thứ tư. Đấy, từ đắt tới rẻ và từ rẻ tới đắt. Đấy, không có mã số nhưng mà nó có tên của nó rồi. Akeda này, Bingate này, Busi này, Busi thông số cao này, hàng 7x50 này. Đấy, nó chỉ có 4 loại thôi, đặc trưng. Đấy, bác nào làm thợ bắt ong mà muốn mua thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua cái số điện thoại em đặt ở dưới tiêu đề video em sẽ đăng tải. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.